Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring cao cấp đến từ thương hiệu Gian. Mẫu model của xe là Gian Phát Rod SL2 với cái màu xanh tím than, được in nổi chữ 3D Gian trên khung xe nhé. Đây là mẫu Gian cao cấp trên cả Gian SL1, mẫu Gian Phát Rod SL2. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể cái chiếc xe. Vâng, trên khung người mắt đây là cái mẫu dòng Gian còn touring, mẫu model Gian Phát Rod SL2. Thì như các bác biết thì những dòng Gian X-Cape SL1, SL2 và dòng Gian X-Cape R thì vì nó khá là phổ biến về bên thị trường, về bên em rồi, thì cái mẫu Gian X-Cape dòng Phát Rod SL2 này thì cũng rất là ít về bên em. Ngày em về một chiếc với cái tông màu xanh tím than, được in chữ Gian 3D nổi dập nổi trên khung xe, dòng cao cấp của dòng touring. Màu chủ đạo của xe là màu xanh tím than các nhé. Em sẽ đi qua lớp sơn của xe. Lớp sơn vẫn còn giữ nguyên cái độ bóng của khung xe, tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung nhưng có nhìn rõ này, em chỉ cho anh một vài vết xước của anh. Đây vết bẩn các nhé, lâu qua là hết, có một vài vết xước nhỏ thôi, nhưng mà mắt thường khó nhận biết được. Mẫu Gian Phát Rod SL2 SL2 thì số 2 ghi ở bên giữa khung thôi. Đặc biệt mẫu dòng khác biệt so với những dòng touring thông thường khác thì cái chữ Gian được dập nổi trên khung xe thay vì là tem chìm của mẫu Gian X-Cape. Sao sẽ với bộ rơm sườn của Ford ghi đông chính hãng của Gian, mẫu Gian Connect chuyên sản xuất phụ kiện cho hàng Gian, mẫu Gian cao cấp. Tay lắm cao su chính hãng với bản theo xe, tay lắm chính hãng của Gian, tay lắm sừng trâu của Gian Connect. Xe sử dụng với bên tay bấm xả chính hãng của Shimano Sora các nhé. Được xong trước được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Tay bấm Sora. Bên phải em được sử dụng với tay bấm Sora bên trong đĩa. Cụm phanh sau được sử dụng với cụm phanh dầu Techo. Chung theo xe. Giá bình nước theo xe. Càng nhôm luôn bản theo xe. May chính hãng của Gian. Như bản theo xe cũng nhá. Vành Gian. Vành bản đa phân, vành nhôm hay là vành đĩa trên sử dụng dòng xe đua rất là bon. Lốp zin theo xe, lốp của Gian. Kích thước lốp 700x28C. Lốp còn mới nguyên nhá. Đây là mẫu Gian X-Cape SL2 này, số 2 đây nhá. Rồi em về chiếc size F. Sử dụng với gạt đĩa Shimano Sora. 2 tầng đĩa. Củ đề sau là củ đề Shimano Sora, được trang bị với 4 tầng lip. Lip xích còn rất là mới. Mayer sau là Mayer chính hãng của Gian. Mayer của Gian. Vành chính hãng của Gian. Vành và lốp zin theo xe. Chính hãng luôn bản theo xe của Gian. Được thiết kế với bộ khung Ngọc Yên dẹp. Đây là mẫu dòng Gian cao cấp bằng phong cách hiện đại không nhé. Bây giờ xin mời chúng ta đứng ở khung xe. Vâng, chúng ta đứng ở khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 50. Thưa các bác, rất là size S nhé. Thưa các bác, có vòng mất 6 đến 7 đi vừa. Xe trang bị với G-Dub Shimano Sora 9 tầng lip. Lên lip rồi. Bên phải em trang bị với 2 tầng đĩa. Xuống đĩa. Gạt đĩa Sora lên đĩa. Rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian Phát Rod SL2, một trong những mẫu dòng touring cao cấp của thương hiệu Gian. Và xe rất tốt bên em là 11,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con thuê qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại các bác trên ngày mai.